chung của chị là nhiều mặt hàng lắm em. Cây cảnh nè, cây cảnh trưng phong thủy ở phòng khách nè. Rồi trưng trên bàn thờ ông địa thì những có cái viên nhỏ này. Nó cũng trưng lên cũng lucky lắm. Rồi cây này có nhiều già, ta có điều kiện thì ta mua cây to rồi ta để bàn thờ. Cái cây này cũng là chầm hương luôn hả? Chầm hương luôn, hàng chìm hết luôn đó. Là nó chìm xuống rồi. Nước. À chìm xuống nước. Nó chìm là chìm mà số lượng nó nhẹ là nó chìm chìm đó. Đó, các anh chị mà các bạn mà biết chơi về trầm thì nên mua cái hàng này. Chị lao chị đánh bóng là vẫn thơm bình thường. Mà em càng bỏ nước nó càng thơm. Với showbiz chứ là đại gia đồ là người ta đeo trầm không mà người ta không có đeo vàng nữa. Đeo trầm thì là vừa phong thủy tốt mà vừa trừ tà trừ ma, chiêu tài chiêu lộc rồi giảm stress nữa. Nên nhiều lúc mình ra công việc mình căng thẳng mình đeo sợi chuỗi vô là mình giơ tay là vậy để có mùi là mình đã cảm thấy mình sảng khoái rồi. Nó giúp cho mình dễ ngủ. Dễ ngủ chứ là mình cảm thấy người mình nó nhẹ nhàng đi, nó đỡ đau đầu đi rồi. Thơm hoài, thơm vĩnh viễn luôn. Rồi chị mít, chị tạc tượng nè. Mặt Phật. Còn những cái lọ nhỏ nhỏ như vậy là để dùng để xong. Xong mình sử dụng trong cái lò xông điện đó. Xong thơm dữ lắm. Một ngày chỉ cần bỏ 5 cái mảnh nhỏ đó thôi là nó thơm cả nhà luôn. Như mấy cái sâu chuỗi này dành cho mấy em mà mới biết về trầm, mới chơi về trầm á. Thì nó giá thành nó rẻ. Nó dao động từ 3 đến 5 triệu thôi. Mà cái này á, tâm linh nó hay lắm. Ai mà đủ duyên á, chồng vợ đầy đủ á, thì mới trụ được. Ngày xưa là qua ba tay rồi mới tới tay chị. Nói chung là chị để chị thờ luôn rồi. Nhưng mà khách Nhật chị là trả chị hồi năm 2019 là trả 35 tỷ mà chị chưa bán, chị không bán. Mà những cái lỗ, cái hang này nè, nó trống này nè, nó mới giá trị. Hàng thiên nhiên không đó. Cái này để cúng dường các ngày ta giá trị. Cái này là cái hàng này em nhập là hơn 20 năm rồi. Cái này chị nhập hơn 20 năm rồi đó. Nó còn đúng 2 bịch này nè. Nhà đất Nevada xin chào mừng quý anh chị đã đến với thành phố biển Vũng Tàu. Nhắc đến thành phố biển Vũng Tàu thì người dân thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận không còn quá xa lạ nữa. Nếu mà anh chị tìm chỗ nghỉ dưỡng cho cả gia đình vào dịp cuối tuần thứ bảy chủ nhật thì không thể nào bỏ qua địa danh quen thuộc của Vũng Tàu ha. Nơi có biển xanh, cát trắng, rất nhiều địa điểm vui chơi, nhà hàng, khách sạn nổi tiếng. Đặc biệt là thời gian di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đến đây vô cùng là hợp lý. Thường chỉ mất từ 2 tiếng để đến với thành phố biển. Và trong tương lai gần sẽ chỉ còn lại 1 tiếng khi cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu hoàn thành vào tháng 9 năm 2025. Đây là quang cảnh một vòng tại quảng trường công viên cột cờ nè anh chị. Con đường Thùy Vân ha. Những hình ảnh mình đang ghi là mới nhất của năm 2024. Đó, chị thấy ha, lúc nào vào cuối tuần thứ 6, thứ 7, chủ nhật thì thành phố biển Vũng Tàu luôn đón một lượng du khách cực kỳ lớn, lúc nào cũng cháy phòng vào cuối tuần hết. Thì nếu mà anh chị xuống Vũng Tàu tham quan vui chơi á, không có còn xa lạ nữa, những món ăn ngon như là hải sản nè, rồi những quán ốc nè, rồi những quán bánh khọt này nọ thì anh chị chắc đã quá quen thuộc rồi. Và nếu như anh chị đang tìm một mặt hàng cao cấp để gửi tặng cho những người thân yêu của mình á, thì tại thành phố biển Vũng Tàu cũng có một thương hiệu về trầm hương. Cái trầm hương này nó còn quý hơn vàng nữa anh chị. Giá trị của nó rất là cao vì nó có ý nghĩa về mặt tâm linh, về mặt chữa bệnh nè, về phong thủy rất là tốt luôn ha. Nếu mà anh chị nào quan tâm về trầm hương, mình không biết là thật giả như thế nào và giá trị bao nhiêu để có thể sở hữu được một chuỗi ngọc trầm hương, thì bữa nay anh chị xem cái video clip này á, là anh chị sẽ hiểu rõ. Tại vì mình sẽ gặp chính chủ là gặp chị Thương, chủ nhân của thương hiệu là Nam Thương, trầm hương nổi tiếng tại Vũng Tàu ha. Bây giờ mình sẽ mời quý anh chị cùng mình đi đến cửa hàng nổi tiếng thương hiệu trầm hương Nam Thương. Xin mời quý anh chị đi theo mình nha. Và bây giờ mình đã đến vị trí của cửa hàng trầm hương số 81 Mạc Đĩnh Chi thuộc phường 4 thành phố Vũng Tàu. Đây là nơi quý anh chị nào đi du lịch Vũng Tàu có thể ghé đến để mình tìm hiểu, tham quan cũng như là lựa tặng cho người thân mình một món đồ cao cấp có giá trị về mặt tinh thần, giúp cho mình tốt hơn về sức khỏe cũng như về tinh thần luôn anh chị nha. Đây bảng hiệu trầm hương Nam Thương, chuyên cung cấp các sản phẩm vòng tay, chuỗi trầm, nhang trầm, cây cảnh, tượng Phật, đồ phong thủy. Rồi cái hướng bên đây anh chị thấy nè, mình đi ra là gặp đường Lê Hồng Phong nha. Đây là đường Mạc Đĩnh Chi. Cái con đường này cũng rất là đẹp nha anh chị.
anh chị đánh trên bản đồ Google Maps thì mình tìm tới vị trí này cũng rất là dễ dàng. Còn hướng này là mình đi tới chút xíu thôi là sẽ tới chợ Cô Giang, chợ phường 1. Rồi bây giờ mình sẽ bước vào tham quan cũng như là nghe chị chủ chia sẻ về những kiến thức của chầm hương. Đó, vị trí này anh chị đậu xe hơi thoải mái, sau đó mình bước vào bên trong. Không gian của cửa hàng rất là dễ thương, giống như tên của cửa hàng vậy đó anh chị. Đây mình bước vào bên trong ha. Khi mà anh chị mới vừa bước vào cửa hàng á thì nó sẽ có một cái mùi hương thoang thoảng anh chị, của chậm á. À, cái mùi hương này giúp mình an thần, dễ ngủ nè. À, có tác dụng trừ tà ha, về mặt tâm linh. Rồi bây giờ mình sẽ vô tìm gặp chị chủ nha. Quan cảnh một vòng, à, chị chủ đang ngồi bên trong. Chào chị Thương. Em bên kênh Navada á chị, giờ em gửi chị cái micro ha, để mình nói được bắt biết hơn, rõ hơn. Rồi bây giờ chị Thương á, có thể cho em với lại quý vị khán giả trên kênh á biết được là tại cửa hàng của mình á có những mặt hàng nào về chầm hương á chị, và công dụng của nó như thế nào á chị? Nói chung của chị là nhiều mặt hàng lắm em. Cây cảnh nè, cây cảnh chân phong thủy ở phòng khách nè. Rồi chân trên bàn thờ ông địa thì những có cái viên nhỏ này. À, nó cũng chân lên cũng lucky lắm. Rồi cây này có nhiều già, người ta có điều kiện thì người ta mua cây to, người ta để bàn thờ. Cái cây này cũng là chầm hương luôn hả chị? Chầm hương luôn, hàng chìm hết luôn đó. À, là nó chìm xuống rồi. Nước. À, chìm xuống nước. Rồi nó là gỗ nhưng mà nó chìm nước. Chìm nước, ừ. Hàng nói chung hàng của chị là hàng chìm hết, không có nào nổi hết trơn á. Chỉ có hàng kiếm là nó nổi thôi. Là những đây, cái mặt hàng này tuổi thọ nó chắc cũng nhiều chị ha. Nhiều, có cây nhiều năm lắm. Dạ. Mà thơm nặng vơ. Là chị nói những cái cục như thế này á là mình để ở trên bàn thờ hả chị? Bàn thờ ông địa, như nhiều người ta có điều kiện ta mua cục lớn. Còn dạ, có điều kiện ta mua cục nhỏ. Dạ. Rồi chị có hàng chuỗi 108 để mình lần trì niệm Phật, rồi mình trì chú. Rồi vòng cổ đeo tay. Ừ, vòng tay, vòng cổ như cái chị này nè. Đây. Dạ, đây nè. Như chị bạn. Đây. À, chị bạn này chị đeo nè. Như thế này. Đúng dạ, rồi. À, quấn như vậy. Đẹp. Dạ. Mà em biết sao cái vòng tay này chị mua về nó hên lắm. Khi chị đeo vòng tay này rất là may mắn. Mình đeo vừa là may mắn, vừa em nghe nói nó vừa có yếu tố tâm linh luôn hả chị? Đúng rồi, trừ tà trừ ma mà nó chứ. Mình đưa lên cái mùi là nó giảm, nó xả stress liền. Đây đây cái vòng này của chị nè. Cái vòng của chị đẹp quá. Đó, cái chị cũng biết chị cẩn vàng bây giờ á. Là người ta sử dụng về nhiều lắm. Dạ. Như cái vòng này là chị mua, chị làm cho bỏ Hà Nội nè, Vũng Tàu, Sài Gòn, rồi đi Mỹ, đi Texas cũng mấy chục sợi rồi đó. Dạ. Đi thị trường Texas á, chị lên mặt hàng này chị biết là bán được cái lắm, bán chạy lắm. Giờ ta thích đeo về nó trẻ trung đó. Nhìn đẹp quá chị ha. Ừ, đó. Chứ chị miết theo kiểu chữ tài, chữ lộc. À, tài lộc vậy đó. Dạ. Ừ. Nếu mà như thơm vậy lắm. Thì những cái vòng này thì giá trị của nó khoảng bao nhiêu chị? Cái vòng này của chị như chị bán cho khách là tầm 130 triệu. 130 triệu. Ừ, nhưng mà có những cái shop mà mới ra giờ ta bán 200-300 triệu, người ta bán dữ dằn lắm, nhưng mà mình không có bán được giá đó. Đây em thấy như nó là những cái vòng trong cái hộp này. Đúng đúng chị? Rồi. Đó mấy cái này là chị miết ra bao nhiêu là bán hết nhiêu đó. À, đó đây mình có 3 loại nè. Ừ. Mình có 3 loại là giá cả tụi nó cũng nó khác nhau. Khác nhau luôn. Ừ. Dạ. Cái sao cái vòng bên trong nó có cái nhẫn? Ừ, có cái nhẫn con rồng. Năm nay con nó rồng. Đi chung một bộ đó. Không, chị để cho thì chị trưng bày lên vậy thôi chứ thật ra không phải vậy. Tại vì năm nay con rồng nên chị thiết kế là nó có hình rồng. Dạ. Như vậy là những cái dòng này á thì cái giá trị của nó phải tầm trên 100 triệu. Đúng rồi, trên 100 triệu. Dạ. Rồi có nhiều dòng mà vài chục triệu cũng có. Giống 10... như những cái dòng ở đây em thấy có để giá nhỏ nhỏ. Nè, như cái đồ nhỏ xíu này là 17 triệu. Dạ dạ dạ. Ừ, có nhiều người, nhiều khách ta vào ta mua đó. Rồi cái ta thấy ủa sao cái dòng này có mười mấy triệu, không lẽ hàng giả? À, mà ta đâu có biết mình bán cái giá thành nó mười mấy triệu cũng đã có rồi. Đúng rồi, rồi có cái 100 triệu cũng có. À, nhưng 100. Mà cái này mình làm sao để mình biết, mình phân biệt được nó là hàng thật hay hàng giả chị? Cái này là nói chung là phải mua đúng cái chỗ cơ sở chứ bảo đảm, chứ đây chị bảo hành. Dạ. Chìm nước cho khách thử, với nhiều shop người ta không cho thử cái hàng đâu. À. Ừ. Như cái dòng này 6 mấy triệu, này dòng này 82. Nói chung là cái ly á. Dạ. Cái size nó càng lớn, cái size càng lớn thì giá là càng cao. Đúng, nó nặng mà cân theo gram. Dạ. Ừ. Còn cái này mà chầm thật á thì nó sẽ có cái mùi hương
Đúng rồi, thơm lắm. Dạ. Thơm hoài, thơm vĩnh viễn luôn. Rồi chị mít, chị tạc tượng đây nè. Dạ. Mặt Phật. Có những cái tượng Phật nữa. Em thấy đẹp không? Dạ, những cái hình tượng Phật thế này thì cái giá của nó như thế nào chị? Nói chung là cũng tùy. Dạ. Tùy theo mặt em. Khoảng thôi. Nói chung nó dao động từ 1.000 đến 200, hai mấy triệu đến 200 triệu đến từ 20 mấy triệu đến 200 triệu. Dạ. Nó tùy theo cái căn nào. 20 mấy triệu cũng đã có một mặt rồi. Đúng rồi. Chị có thể chỉ cho em xem được cái mặt nào mà khoảng đây, hai mấy. Mấy cái mặt mà trắng trắng lên là hai mấy triệu nè. À, mặt trắng trắng, mặt của Bồ Tát. Đúng rồi, còn cái mặt này thì mặt Bồ Tát Quan Thế Âm đó. Cái mặt này là cẩn vàng, có cẩn vàng luôn luôn, tiền vàng luôn, thì cái mặt này nó dao động thì cũng tầm khoảng 10 mấy triệu. Dạ. Là dầu nó ít. Nói chung cái nào dầu ít là rẻ. Để lên dầu nhiều mới mất tiền. Cái trong tủ phía sau là nó còn quý giá hơn nữa hả chị? Ờ, mấy cái hàng này cân theo gram, chị bán 1 gram là 8 triệu. Cái hàng mặt hàng này là khách Nhật của chị, một năm là người ta nhập là khoảng vài trăm ký. Rất là ưa chuộng cái hàng này. Hàng này là ta mua về là người ta bán nguyên cục, người ta để nó chừng phong thủy vậy đó. Cũng để trên bàn thờ luôn. Bàn thờ, nói chung ta thích để đâu ta để. Trong nhà người ta thích đặt ở chỗ nào ta cảm thấy thoải mái người ta đặt. Dạ. À, nhưng mà hàng của chị là bao thơm vĩnh viễn luôn. Dạ. Bao thơm vĩnh viễn và bao chìm nước. Còn những cái lọ nhỏ nhỏ như vậy là để dùng để xong. Xong mình sử dụng trong cái lò xông điện đó. Xong thơm dữ lắm. Một ngày chỉ cần bỏ 5 cái mảnh nhỏ đó thôi là nó thơm cả nhà luôn. À. Nè. 5 cái mảnh vuông vuông nhỏ nhỏ là thơm cả nhà đó. Dạ dạ. Nếu mà một hũ như vậy là bao nhiêu chị? Một hũ nhỏ như vậy là 5 triệu em. Một hũ là 5 triệu. Ừ. Dạ. Một hũ nhỏ 5 triệu, còn cái hũ to này để xong nhà thì 2 triệu. Cái hàng này hàng sánh vụng để mà xong nhà. Dạ. Xong ví dụ như mình xong khai trương nè. Rồi xong cuối năm. Nói chung là nhiều lúc nhà mình thấy cảm thấy mà nó nặng nề về không khí á. Thì mình cứ cho cái lò than vô rồi quạt than cho nó còn lửa hồng á. Nhỏ lửa thôi rồi mình để vô mình xong, thơm lắm. Dạ. Đó. Rồi ra mình quá nhiều mặt hàng luôn. Nhiều mặt hàng lắm. Như những cái sâu chuỗi nữa nè. Như mấy cái sâu chuỗi này dành cho mấy em mà mới biết gì trầm, mới chơi gì trầm á. Dạ. Thì nó giá thành nó rẻ. Nó dao động từ 3 đến 5 triệu thôi. À. Nó hơi mùi hương nhẹ chứ không có nhiều. Nhưng mà nó không bao giờ nó bay màu, nó y vậy hoài đó. Cũng là trầm luôn nhưng mà cái hàng này cái hàng này lại nổi nha. Tại vì cây non mà. À, cây non lên. Cái tuổi của nó. Nó non thì nó nổi thôi. À. Ừ. Bởi nó chưa có dầu nhiều. Trầm là phải số lượng tuổi nó càng nhiều thì nó sẽ trầm xuống, nó chìm. Còn cái mặt hàng này là cái mặt hàng là vân của Indo, hàng Indo. Người ta thích nó không có đen mùng, thích bóng bóng vậy nè. Mà nó cái vân nó nâu nâu thì hàng Indo. Dạ. Giá nó cũng tương đương hả chị? Không, cái sợi này tầm khoảng tùy theo size. Nó tương đương, nó dao động từ 600 đô đến 1.000 đô sợi. Nó chỉ tùy size. Sẽ cao hơn một chút. Đúng rồi. Dạ. Size lớn thì nó mắc tiền hơn size nhỏ. Thấy có những cái dòng bên đây nó cái này là đá. Đá là khi nào mà khách chị mua đó. Thí dụ người ta mua cái sợi lớn rồi chị có thể chị tặng người ta kèm cái này. Mấy cái này để chị tặng kèm cho khách hàng người ta vui mà. Đó là đá. Cho khách ta đeo vui, đậu đó. Cho làm ăn cái gì cũng đậu hết trơn á. Dạ. Ừ, nói chung là chị ở đây chị đây mặt hàng này của khách Nhật chị ưa chuộng nè. Cái cảnh này nè. Hả? Tùy theo khách. Có khách thì cái chọn. Này giống hòn non bộ quá chị. Ừ. Mình để bên trong hòn non bộ được không? Không, cái này mà tâm linh mình không có được để chung với bên kho hàng non bộ nước được. Dạ. Mình để chỗ khô ráo cho nó thanh tịnh. Dạ. Người ta còn thờ rồi mà, trầm người ta còn thờ đây. Cái hàng này chị mới về đây. Đây. Hàng kiến đây. Đó, mình sử dụng là coi như là để làm cái chiếc thuyền luôn. Thuyền thượng bờm siêu gió. Chị nhập về 2 chiếc nhưng mà chị làm đặt 2 chiếc. Một chiếc chị bán cho khách ra. Cái giá trị của chiếc thuyền này chắc cao chị hả? Ừ, nó tầm khoảng 150 triệu. 150 triệu. Ừ. Đây thấy trên bàn thờ nhà mình cũng có chưng cái chậm của. Ờ đó chị chưng đây cũng hai mấy năm rồi. Dạ. Bên trong là có cái phải cũng có mà cặp có, nói chung chị chưng cặp nhỏ đó. Ở giữa cũng có nữa. Đúng rồi. Thơm lắm. Anh lấy mở tủ anh lấy cái bọc trầm cho em nó coi. Em còn lấy. Bên đây nữa chị. Để chị lấy chị cho coi. Cái tủ này lấy chùm chìa khóa kia để em nó mở ra.
Cái cây này là giờ độc nhất vô vậy, không có hàng nữa. Cái cây này á? Ừ. Đây, à, với cái cặp này của chị nè. Cặp này ta gọi là cặp chồng vợ. Trời ơi, tự dữ. Ừ. Cây này là rụt rũ luôn. Không bao ai, không ai có hết trơn. Nếu người ta có, người ta sẽ lên. Người ta làm kiểu như người ta làm giả, người ta ghép lại. Nó cũng phải tầm 1,5 m á chị ha. Ừ, cây chồng, cây vợ. Mà cái này á, tâm linh nó hay lắm. Ai mà đủ duyên á, chồng vợ đầy đủ á, thì mới trụ được. Ngày xưa là qua ba tay rồi mới tới tay chị. Mà ba tay đó là coi như là chia tay rồi. Không có ở nhau, vợ chồng người ta không ở nhau. Kiểu như ta ly thân vậy đó. Thì đến giờ, giờ cặp này giờ chị là trụ ra được là 12 năm rồi. Vậy cái này chắc mình để trưng bày thôi hay là mình có bán luôn vậy? Nói chung là chị để giấy thờ luôn rồi. Nhưng mà khách Nhật chị là trả chị hồi năm 2019 là trả 35 tỷ mà chị chưa bán, chị không có bán. Wow. Là chị để giấy thờ rồi chị không có bán. Dạ. Yeah. Có một cặp ở trên Sài Gòn á, nó làm nó ghép mà nó bán 30 tỷ. Nó không được cái độ hở cái gì, yeah. Nó kín hết, nó rít rít. Cái này nếu mà những người mà không có chơi chậm á là không biết người đâu. Ta sẽ không bao giờ biết giá trị của những cái thanh mà chậm. Đó, nè, những cái cây cảnh này nè đó. Em để ý nè, nếu mà trầm á mà những cái lỗ cái hang này nè nó trống vậy nè nó mới giá trị. Dạ. Ừ. Hàng thiên nhiên không đó. Này cái hàng là của khách chị cũng đặt nè. Giống như núi à. Ừ, đây này cũng có khách chị đặt nè. Ở cái chầm này thì nó lại thơm lắm. Kháng bệnh ha. Ừ, đây. Còn cái mặt hàng này hàng sánh để hút thuốc nè. Thì có một ông khách Nhật chuyên gia nhập cái hàng này. À, để hút thuốc đó, cắt ra để hút thuốc. Cái đó gọi là sánh. Sánh. Ừ. Dạ, một bịch vậy bao nhiêu chị? Cái đó chị tính theo 1 ký. 1 ký. 1 ký là có loại 2,200 đô. Dạ. Tầm khoảng 50 triệu 1 ký. Còn bên đây là nhang. Bên này anh, chị? Bên này anh. Bên này nè. Bên đó là nhang. Cái này là nhang nữa đúng không? Ừ, nhang Tết rồi ta đốt nhang cây. Chắc cái nhang này rẻ chị hả? Nhang đó chị bán cái hộp đó là chị bán 400 ngàn. 400 ngàn một hộp. Ừ. Là mình đốt lên nó rất là thơm. Thơm. Luôn. Ừ, còn và nhang nó bịch cũng có tác dụng phong thủy đúng không chị? Còn này là nhang khoanh ở trên nhang khoanh, nói chung thì đủ mặt hàng sản phẩm á. Rồi có bột xông nhà nữa. Cái bột này ta trị làm thuốc cũng có. Thấy cái hàng này chìm nước hết đó, đó ta để ta thờ ông địa. Em ngửi thấy thơm lắm. Dạ. Yeah. Mùi rất là thơm. Ừ. Thơm. Cái này là cái hàng này em nhập là hơn 20 năm rồi. Thơm thiệt. Cái này chị nhập hơn 20 năm rồi đó. Nó còn đúng 2 bịch này nè. Dạ. Yeah. Ừ. Nói vậy cái này là mình bán theo theo gram. Cân lên bán. Ừ. Yeah. Cái này theo gram. Thơm lắm, hàng chìm hết á. 1 gram như vậy là tính giá bao nhiêu chị? 1 gram á là lúc trước là chị bán là có 2 triệu bây giờ là phải 3 triệu. 3 triệu 1 gram. 3 triệu 1 gram. Ừ. 3 triệu 1 gram mà không có có hàng để bán luôn. Ở ngoài thị trường nó bán cái này là phải 10 mấy triệu gram. Vậy hả chị? Ừ. 10 mấy triệu gram. Còn này chị bán tầm 3 triệu thôi. Tại vì cái này là nó chìm luôn. Chìm hết. Nó đây. Nó là chìm luôn. Dạ. Còn chuỗi này cũng vậy. Chuỗi này là coi lần chuỗi thơm lắm, em ngửi. Dạ. Đi. Rất là nhiều người em thấy người ta thích mua cái chuỗi này nè. Cái này để cúng dường các ngày người ta gia trì. Dạ đúng rồi. Cúng dường mấy thầy. Cái mùi này với mùi kia là gửi là ra cái mùi chậm. Ừ. Giống nhau đó. Cái này là mùa hành hương Ấn Độ á, là nếu mà trước dịch đó giờ chị thương xuất ra từ tháng 12 đến tháng 3 là ít nhất phải 500 ký chuỗi này. Wow. Còn giờ là chỉ tầm khoảng dao động khoảng hơn 100 thôi à. Dạ. Giờ khách Trung Quốc không có đó cưng. Cái này nếu mà mấy mình giống như mình mua cho mấy bà, mấy người lớn tuổi á mà hay đi chùa á. Được được, nhưng mà em mua size nó nhỏ lại. Chị cũng có xe nhỏ nữa. À, xe nhỏ. Cái này là cho các thầy. Yeah. Các thầy còn xe nhỏ cũng có. Mấy cô mà đeo thì mình đeo nên đeo xe nhỏ tí xíu. Yeah. Đeo nhỏ tí xíu vậy nè. Để mình gia trì lần. Nè, khi nào mà em sử dụng xong mình có lỡ có vô nước á. Lấy cái khăn. Mình lau khô đột đột đỏ với mình đánh. Đánh mình chà vậy nè. Cái càng đánh càng chà là nó bóng vậy lắm. À. Đó, trầm này á. Người ta còn kêu á, rửa tay là kéo lên với nhà chị. Mà lỡ rửa tay ướt là... rồi mình lau lại là bình thường nè, nó cũng đen là bình thường. Cái em mà thợ bạc á, nó làm cho chị. Nó lỡ nó nhúng vô cái chất mà rửa cái vàng này nè. Nó trắng tát cái nó lên nó sợ quá. Nó nói chị ơi chết mồ, em làm hư của chị rồi. Cái chị ghẹo nó vậy đền tiền chị đi. Cái nó trời sao đền nổi chị. Thì chị nó về lấy cái áo thun á. Áo thun mà trơn trơn á. Đánh lên cái đen lại nè. Nó công nhận hay thiệt.
Hay quá chị ạ. Còn hang mà hang dấu dầu, hang nữa, hang dởm là vừa giống nước em lau ra, em lấy ra em lau là nó bay màu hết trơn. À, còn có, vậy. Còn có chị bao luôn. Mình càng đánh là nó càng bóng. Đúng rồi, càng đánh càng bóng. Cái đeo á, em đeo em gia trì vậy nè. Chị dạ. Có một sợi chị lần chuỗi, chị trì chú, chị trì chú hàng ngày đó. Chị cứ lần vậy nè, nó bóng lắm. Dạ. Nó bóng lưỡng à. Dạ rồi. Cái này chị học từ từ khách Nhật của chị. Ông qua ông mua hàng là ông bắt chị thử nước. À, dạ, chị. Nên chị có biết, chị xưa mình đâu có biết. Hàng là mà chị thử nước hết á. Đây nè. Cho em coi nè, hàng đó cái lượng nó nhỏ vậy phải không? Nó nhỏ vậy nó vẫn chìm là chìm à. Đó em thấy không? Dạ. Nó chìm là chìm mà số lượng nó nhẹ là nó chìm chìm đó. Đó, các anh chị mà các bạn mà biết chơi về trầm thì nên mua cái hàng này. Nó sẽ lucky hơn là cái hàng nổi. Đó, rồi vậy mình lấy là mình lau khô là bình thường. Anh ơi, anh lấy cho em áo thun em lau lại. Chị lau chị đánh bóng là vẫn thơm bình thường. Mà em càng bỏ nước nó càng thơm. Nó còn dậy mùi lên nữa. Đó. Thì nói chung là mặt hàng trầm hương này nói gì tâm linh. Mình chơi mình kinh doanh á thì mình chơi cái hàng này, nói chung bây giờ với showbiz với là đại gia đồ là người ta đeo trầm không, mà người ta không có đeo vàng nữa. Đeo trầm này là chơi vừa phong thủy tốt mà vừa trừ tà trừ ma, chiêu tài chiêu lộc rồi giảm stress nữa. Bây giờ lúc mình ra công việc mình căng thẳng mình đeo cái sợi chuỗi vô là mình giơ tay là vậy đã có mùi là mình đã cảm thấy mình sảng khoái rồi. Nó giúp cho mình dễ ngủ đúng không? Dễ ngủ với là mình cảm thấy người mình nó nhẹ nhàng đi, nó đỡ đau đầu đi rồi. Đó, chị đi nhiều lúc chị thấy mệt á, chị đeo cái sợi chuỗi này, chị ngửi vô tay gì hoài này đó, là mình cứ đánh đi vậy. Có phải đây là bí quyết của chị không mà từ cửa nói chung này à, mà mình làm nên. Nói chung là cái này chị cũng cũng ngày xưa là chị phiên dịch tiếng Nhật. Sao chị gặp được, có duyên gặp được cái vị khách này người Nhật á, mà chính là sau này là khách hàng của chị luôn. Thì ổng mới chỉ nghề cho chị. Ổng chỉ cách thử hàng, nhận biết hàng nào là hàng thật, hàng giả. Đó, em thấy không, lao không? Lao sơ chị chưa chà mà nó bóng cái đồ bóng, thấy không? Dạ, nói chung mấy cái thơm lắm. Mà trầm hương này á thì mình phải mua những cái địa chỉ mà quy định. Đúng rồi, ở chị ở đây là chị cũng quảng cáo. Nhiều bạn bè kêu chị bán trên online Facebook á. Bán online mà chị ngại chị không bán. Tại cái này nó giá trị nó nhiều á. Rồi bán nhiều người, người ta chưa, cái người mà ta chưa từng hiểu về trầm hương á, người ta nói sao mà mắc quá. Có nhiều shop ta bán có triệu mấy sợi, nhưng mà thật tình là chị không có bán theo kiểu đó được. Chị bán để khách người ta quay lại, chứ bán mà để khách người ta đi luôn là chị không có bán. Nói chung là chị bỏ sỉ là nhiều. Đó, nên thành ra chốt cả nhà mình là coi như là nếu mà đã chơi trầm hương á thì mình có tìm hiểu những cái chỗ cửa hàng nào mà nó có uy tín, rồi nó chất lượng, kèm theo chất lượng thì nó đúng cái sản phẩm trầm hương á, về thiên nhiên á, thì mình sử dụng mình đeo nó mới may mắn lucky được, chứ mình nên tìm hiểu kỹ rồi mình hãy sử dụng. Còn nếu mà mới biết sử dụng á, mới biết chơi trầm hương thì nên chơi những cái sợi chuỗi rồi rẻ tiền đi, rồi từ từ mình lên đô. Cảm ơn chị Hương. Bữa nay chị Hương cho em với lại quý vị khán giả có những kiến thức rất là quý báu về trầm hương, cũng như là một cái địa chỉ để mình mua hàng uy tín. Thì chị Hương có thể cho em với khán giả cái số điện thoại liên hệ á. Cái số điện thoại của mình nó có tới 2 số. Số của mình là roaming là đi nước ngoài là 0903 957 304. Còn số Việt Nam là 0918 672226, và một số nữa là của ông xã mình là 0918 733 637. Nhưng mà roaming đi nước ngoài thì 0903 957 304. Thì cửa hàng của mình là nói chung là ít có mở cửa lắm. Khi nào mà các anh chị mà có nhu cầu mua mà thấy mà cửa hàng mà đóng cửa thì cứ gọi qua cái số mà 0903 957 304, thì em sẽ mở cửa cho khách vào mua. Tại cái này là nó cũng giá trị nó nhiều đó. Rồi cũng sợ, nên thành ra thì anh chị cũng thông cảm giùm. Và bữa nay mình được mở mang thêm một kiến thức về trầm hương. Anh chị thấy ha, ở đây thì mình thấy có những ngôi tượng bằng trầm hương, giống như tượng Phật Bà nè anh chị. Rất là quý giá luôn nha. Bên đây có tượng Phật Di Lặc nè. Rồi những khúc gỗ trầm hương rất là bự anh chị. Ở cửa hàng này có những khúc gỗ mình thấy rất là bự, size lớn luôn, không phải là cửa hàng nhỏ. Thành ra quý anh chị nào mình tới đây mua hàng á là mình cũng yên tâm. Mình cũng yên tâm phần nào đúng không ạ? Đây.
khúc gỗ lớn nè, rồi những cái hạt size rất là bự anh chị. À, nhiều lắm. Ở cửa hàng này mình nghe anh chị nói cũng chỉ là một phần nhỏ thôi. Anh chị còn có xưởng nữa nha. Đây, những khúc gỗ nè anh chị. Lâu lâu thì mình có dịp đủ duyên thì mình mới quay được và giới thiệu đến quý anh chị nào đó mình đi du lịch và mình tìm mua những mặt hàng mà quý để mình về mình tặng cho người thân mình, mà nó phải là hàng thật, hàng xịn anh chị ha. À, đây những khúc gỗ này nè, cực kỳ đẹp luôn. Anh chị để trong nhà đó thì nó vừa có giá trị phong thủy nè, đó, trừ tà ha, đem tới tài lộc, mà mình á là vừa có cái mùi hương khi mà anh chị hít vào á thì nó làm cho mình cảm thấy sảng khoái, thư giãn, dễ ngủ anh chị. Và mình nhớ là mình đọc thông tin á thì chữa được rất là nhiều bệnh luôn nha. Thì cái này anh chị có thể là mình Google là mình sẽ biết được. Rất là thơm anh chị. Rồi bây giờ mình quay lại cho anh chị xem cái mặt tiền của cửa hàng ha. Trầm Hương Nam Thương, số 81 Mạc Đĩnh Chi, phường 4, thành phố Vũng Tàu. Số điện thoại thì hồi nãy giờ chị Thương có đọc cho quý anh chị đó. À, mình cũng sẽ để trên màn hình. À, chị là một người chủ rất là lớn ha, làm nhiều lĩnh vực. Thành ra anh chị nào có nhu cầu á, thì mình cứ gọi trước, anh chị sẽ mở cửa cho anh chị đến tham quan ha, anh chị và các bạn đến tham quan và mình lựa chọn tặng cho người thân mình những sợi chuỗi trầm hương. À, rồi bây giờ mình sẽ kết thúc clip tại đây. Cảm ơn quý anh chị mình đã theo dõi, nhớ nhấn like đăng ký kênh và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo của Navada Nhà và Đất Chính Chủ. Xin chào. Anh chị là chính chủ có nhà cần bán hoặc cho thuê, hãy truy cập website navada.vn và để lại thông tin, hoặc gửi đến số Zalo 084 79 00089 để được hỗ trợ nhanh nhất.